Cậu sẽ đánh rồi, chạy đi đâu? Đứng lại chạy! Đứng lại! Là cái tư lệnh, cậu đã đánh cái gì vậy? Ngài tỉnh trưởng từ phòng ngủ sang đây hả? Tôi đang ngủ, nghe tiếng nổ, lao ra sân. Ngài viên đạn đầu tiên đã giết chết tôi, tên lính lái xe và con chó bẹt rơi của tôi. Tướng Phú đang chờ đại tá đầu dây. Đơn vị phòng giữ 30 thôn. Thưa tư lệnh, chúng tôi sẽ tự chiến với cộng sản, nhưng xin tư lệnh chi viện ngay lập tức. Mục tiêu chính của cộng sản vẫn là Pleiku. Đại tá tự do cứu lấy mình. Xe tăng, trời ơi, xe tăng! Mày nói cái gì? Xe tăng? Xe tăng nào? Đồ khốn! Thưa, xe tăng cộng sản từ ba phía tràn ngập thị xã. Đại quý, anh ra xem xét rồi vô báo cáo ngay cho tôi biết tình hình ngoài đó. Tuân lệnh. Báo cáo ngay với tướng Phú, xe tăng cộng sản đang tràn ngập thị xã. Alo, tất cả các người hãy cầm súng ra ngay chứ nào. Đi. Thank you.
gửi A-75. Trong ngày đầu tiến công, ta đã chiếm 2 trong 3 mục tiêu chủ yếu. Tiểu khu và sân bay các hướng đều đánh tốt. Hướng phía nam có khó khăn, nhưng đã hoàn thành nhiệm vụ. Bộ đội thương vong ít. Chuẩn bị, sáng mai đánh dứt điểm sư bộ 23. Sẵn sàng diệt bọn phản kích. Lê Phong. Báo cáo thủ trưởng, đại đội 3 bắt sống được tỉnh trưởng Đắk Lắk. Đưa hắn lại đây ngay. Rõ. Thủ trưởng, anh có muốn hưởng lượng khoan hồng của cách mạng không? Dạ, thưa ông. Tốt. Anh vẽ ngay sơ đồ hầm ngầm phòng thủ trong thị xã. Dạ, xin ông cho một bản đồ. Đơn vị nào của cộng sản tấn công vào bản Mỹ thuộc? Đoạn hai. Đơn vị nào? Mày lắc đầu tao bắn bể rõ. Thưa đại tá, hình như bên đầu thép à. Thế là hết. Đại quý đã bắt liên lạc được với liên đoàn biệt động 21 chưa? Liệu họ có giải dây cho chúng ta không? Tại sao? Chính họ cũng mất hậu cứ, hết đạn pháo và sắp bị tiêu diệt. Tình trưởng Lục đâu rồi? Bị bắt sống rồi. Tư lệnh chiến trường 30 thuộc, nghe tôi nói đây. Dốc toàn lực tử thủ, đợi quân viện. Tử thủ. Tướng Võ, có nghe rõ lệnh tôi không? Tướng Võ đâu? Bình tĩnh đồng chí Trung Quý, chúng tôi phải giấu anh ấy xuống đây mới an toàn. Thủ trưởng, ai lại khóc nhẹ? Đến đi nào, anh yêu em. Nhưng anh không còn đôi chân để đưa em đi giữa chợ hoa nữa. Không, anh ngốc lắm. Em yêu anh mãi mãi. Em sẽ trồng cho anh cả một vườn hoa đào. Thank you.
Giơ tay lên. Đừng bắn. Đừng. Đầu hàng đi. Đuổi theo. Sư trưởng 23 đó. Thủ trưởng, địch tháo chạy đông không thể tính xuể. Dân, tôi hiểu rồi, không cho phép để chúng chạy thoát. Tôi sẽ dẫn tiểu đoàn chính xuất kích, chốt chặn đội hình địch. Đợi trung đoàn vận động 20 cây số tới mới đánh thì muộn mất. Nhất định tiểu đoàn chính sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hạ lệnh xuất kích. Báo cáo thủ trưởng, Trạm Phổ nguy lắm. Anh ở đây, tôi di chuyển Trạm Phổ. Thank you.
Hương, tỉnh dậy đi em. Anh đây, Đức của em đây. Mở mắt ra đi em, tỉnh lại đi em. Anh đây, Đức đây. Tha lỗi cho anh. Anh yêu em. Đừng. Em đừng bỏ anh. Anh ngu quá. Giữa chiến trường mới hiểu em được. Người yêu đau khổ và tuyệt vời của anh. Hương ơi, anh yêu em. Tha tội cho anh. Ngọc ơi, con nằm đó có thấy lá cờ của chúng ta tung bay giữa 30 thuộc không? Màu cờ ấy thấm máu bao nhiêu người, trong đó có máu của ba má. Vì con là niềm hy vọng của ba má, con sống âm thầm, chịu đựng mọi nhục nhã, đắng cay để hoàn thành nhiệm vụ của một người lính. Con chết cũng âm thầm, giản dị như bao người lính khác. Vĩnh biệt con trai của ba, vĩnh biệt đồng đội của ba. Ba, chúng con đã đợi ba từng giây từng phút, vậy mà anh ấy không kịp nhìn ba. Ngọc ơi, nằm lại đất này nghe con. Ba giờ mọi người còn phải đi tiếp. Chiến trường đang gọi. Đừng trách ba về quá trễ, rồi lại dỗ dã ra đi nghe con. Vinh biệt con trai yêu dấu của ba.